Vĩnh do cần chuyển công tác vào Hà Nội sống, cần bán lại căn nhà siêu phẩm tuyệt đẹp tại trục đường chính Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp. Một căn nhà xây ở với diện tích ngang 4m2, sâu vào 16m. Trước đó thì chú ấy giao tới 8 tỷ 2, bây giờ thì giảm xuống 1 tỷ 1, chỉ còn giao bán với giá là 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Căn nhà này thì hướng chính là hướng chính Tây, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Thiết kế trệt lưng 3 lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 5 toilet, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Đường trước nhà là con đường rộng 10m và điện âm, đường thông, nằm ngay đối diện với trường học. Khu dân cư xây đồng bộ khoảng tầm 100 căn, xe hơi đậu trước cửa nhà. Con đường rất là rộng nha quý vị. Con đường hẻm một xẹt của trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 Gò Vấp. Đường xe hơi đậu trước cửa nhà thoải mái, con đường rộng lên tới 10m. Điện âm, khu nhà đồng bộ rất đẹp, rất là cao cấp luôn. Có đèn đường, trên đèn kết hoa. Đường rộng 10m, đường thông bàn cờ, phía trong thì có công viên. Rất là rộng, rải thoáng mát nha quý vị. Con đường nhà mình cực kỳ thoáng mát luôn, ở cực kỳ sướng nha. Đây là góc máy 1 chấm của con đường này. Góc máy 1 thì nhìn gần hơn, con đường rất là rộng. Khu này đường xá cực kỳ mát nha anh chị. Thuộc trục đường Lê Văn Thọ, phường 4 Gò Vấp. Và giá bán bây giờ chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Một căn nhà cực kỳ đẹp, cực kỳ sang nha anh chị. Xe hơi đậu trước cửa thoải mái. 7 tỷ 1 thôi nha anh chị. Đường thông. Căn nhà giá rất là ngon rồi. Nhà chính chủ sẽ ở, cần bán gấp về Hà Nội. Bây giờ thì căn này chỉ còn giao bán với giá là 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Và đang rất là kẹt, cần bán gấp để thu tiền về Hà Nội mua nhà. Sẽ có một lớp cửa sắt 4 cánh phía bên ngoài. Bên trong có cửa nhôm xi pha 4 cánh, khoảng sân 1m2. Xây dựng rất là dài luôn. Phía trong đây là gara đậu ô tô. Độ thoải mái xe hơi 5-7 chỗ ở đây. Tường cũng được ốp nhựa PVC và sơn nước dán trên tường. Trên thì được làm đèn chùm, thạch cao, đèn led đầy đủ. Căn nhà rất đẹp, rất sang nha quý vị. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính Tây. Và chú Vĩnh bây giờ rất là kẹt, cần xả xuống giá bán chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Đã xả lỗ tới 1 tỷ 1 rồi. Phòng bếp của anh chị thì được tặng lại tủ lạnh Aqua 2 cánh. Toàn bộ đồ nội thất thì chú tự sắm nha. Bếp điện từ, lò vi sóng này, máy lọc nước Kangaroo, tủ bếp gỗ An Cường, trên có đèn chùm, đèn led thạch cao và phía sau thì có giếng trời. Giá bán bây giờ chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Một căn nhà đường rất là rộng, đường rộng tới 10m, đường thông và đường thì rất là thoáng, điện âm, ngang 4m2, dài tới 16m nha. Anh chị, cô chú khách hàng nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp này là hãy liên hệ ngay trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của anh chị để chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp này nha. Cầu thang nhà mình đúc tới 1m, gần 1m95 và ốp đá kim sa đen, tay vịn của cam xe và kính cường lực dày 10 ly. Tầng lửng thì chỉ chia được làm hai ngăn, một ngăn là không gian phòng khách và một ngăn là không gian phòng học, phòng sinh hoạt chung. Ở đây thì chú cũng tặng lại sofa, tủ rượu, gỗ sồi, máy lạnh, trên thì có đèn chùm trần vân mây xuyên sáng, cũng như là một bộ cửa kính cách âm. Rất đẹp luôn nha mọi người. Có giếng trời ra phía ngoài. Căn nhà giá bán bây giờ rất là thơm. Tặng những cái đồ vận dụng gửi từ Hà Nội ra, rồi những cái lọ gốm sứ Bát Tràng Hà Nội. Đấy, giá bán bây giờ chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng thôi. Và chú Vĩnh đang rất là kẹt, rất là cần xả gấp để lấy tiền về Hà Nội mua nhà. Ở đây thì cái sảnh ngoài này thì cũng đã được trang trí rất là rộng. Chúng ta có thể làm khu vực ngồi đọc sách, tập thể dục, thể thao, tập gym. Hoặc là phòng khách, ngoài này cũng được. Nếu anh chị nào muốn bố trí phía trong là phòng ngủ nha. Vậy thì mốt thôi nha, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Tiến lên khu vực lầu 1, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ 1-2. Trên này thì được ốp sàn gỗ cao cấp Malaysia và tặng lại giường đệm, tủ áo, kệ tivi, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Cửa sổ ra ngoài thì chú cũng đã gia cố thêm cái cửa kéo để chống trộm rồi. Nhà còn rất là đẹp nha, mới xây năm 2022 thôi.
Hiện tại thì cô chú đã chuyển về Hà Nội sống rồi. Đấy, cửa đã khóa rồi nha, không ra được nha quý vị. Có ban công đúc ra bên ngoài tầm 1m2. Đấy, giường 1m8, nệm, máy lạnh, tủ quần áo đầy đủ hết luôn. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà này có thể liên hệ trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Toilet nhà này cũng được làm rất là đẹp luôn. Có bồn cầu khối, vòi sen thuyền, vách tâm kính đầy đủ nha. Phòng đằng sau thì chúng ta cũng được để làm đầy đủ nội thất. Nói chung là nhà ở được chưa đầy một năm, mới ở được 6 tháng thôi. Do chuyển công tác ra Hà Nội nên cần thanh lý gấp, bán xả lỗ 1 tỷ mốt. À, rất đầy đủ công năng sử dụng. Xây ở cực kỳ chắc chắn, kiên cố, giá mềm. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà này hãy alo trực tiếp về tới em Hưng nha. Chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và gọi ngay. Tiến lên lầu 2 sẽ là phòng số 3, số 4 nha quý vị. Nhà rất đẹp luôn. Đã được gia cố hết cái cửa kéo ra bằng trước. Phòng này thì chưa có nệm và máy lạnh nha. Có mỗi giường, tủ quần áo thôi. Phòng rất là rộng. Bây giờ chỉ có giá bán là 7 tỷ 100 triệu đồng. Là 4m2 dài tới 16m, đường rộng 10m nha anh chị. Anh chị có xe hơi anh chị đậu trước cửa nhà thoải mái luôn. Đường rất rộng. Phòng số 4 này. Phòng số 4 của chúng ta thì cũng được lắp giường, tủ. Thiếu một máy lạnh thôi, đi sẵn đường ống thôi. Căn nhà giá bán rất là thơm. Chỉ có 7 tỷ 100 triệu. Chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh, bấm chuông ủng hộ em. Tiến lên khu vực lầu 3 sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng. Nhà này có cái phòng thờ rất là rộng luôn. Phòng thờ full. Có ban công trước thôi. Phòng thờ rất là rộng nha quý vị. Đấy, đã có tặng luôn tủ kệ thờ rồi. Giá bán chỉ có 7 tỷ 100 triệu đồng. Đồ nội thất thì mới mua được 6 tháng rồi. Sân thượng sau đã được đúc hết vào khung sắt, tặng máy giặt. Và video của em Hưng đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.